chồng thêm con nấu bạc gan lo tu điểm giấy mà bình an. Chồng nấu bạc lưng lưng trong chợ các con trở lại cung.
lão lão đây bỏ chiếc trần bảy lần lão đi không thấy vé con dở gì có tình thương đạo Phật tình thương mẹ với con có ai thương con bằng lão bằng cũng gặp tiếng đồng lão bằng bỏ hết lấy tiền con gọi con mãi cho con công tâm với lão bằng chân dặn đó lão gian lo tu niệm mới lớn thiện kiếm con kiếm học con tính chậu pháp cho con lão bà con đợi cao con trở lại chung quy mạng này đợi con trở lại quy y lão bạc khóc mãi con chờ các con quên lời về chờ các con cuối chồng dính mãi chấp chấp lập cháu cũng cuối được mặt về cho lão đất lão luôn lập này lão cho chúng con thấy khổ rất đấy nữa rồi con ơi khổ nạn này không ai mà cũng kịp chỉ có ông chồng trả tội cho chúng con trả tội cho chúng con chúng học chồng để con giác ngộ tu lập theo lão giúp các con lão thương con biết bao mà cái chúng học chồng kể để ôm con dạo lòng cấp tiếng ẩu ẩm con ơi con ơi con ơi gian lo tu đêm mới kịp gặp lão bà nghe con rốt ra lệ mãi tuôn trào thấy con gán đức lễ trào sống con ơi lão bỏ tay không được lão đi không thấy bế con trở về bế con mình khiếu hào còn những đứa con mình dùng giấy buông ra con không về được với bạn việc mà bà này đã hết lục ca khúc hạ quân không còn kịp nữa con nghe tiếng lão bà cứu được con nhắn quay đầu tình nhất nghe tiếng bà gửi tiền cây khổ gắn cất dạo lập nghe lão kêu lão đứng lão đợi đợi con hiếu thảo tận giờ gian tu tham chi vật chất trước trần khổ tâm con trẻ lão bạc. Okay.
Quang bao lê áo ông bà không thấy gì. Áo ông bà lão đã mở ra. Lão đi xuống cây mà thấy con sóc xa nghẹn ngào. Con ơi lão bà không thấy gì. Các con nhóc nhìn lão ông bà. Lão không thấy mặt bà cô dâu. Cô con hiền khóc cả năm trong. Cô con ở trong phòng trần. Giang lo tu niệm muôn phần mấy ai. Dân gian các con quên con lão bà rồi. Các con ham giật chất má tiền. Quên hình bóng mẹ mình đứng chờ mãi mãi. Lão bà đợi các con về. Tay thì buông rồi. Lưng thì cầm. Rồi con ơi trở về với mẹ. Các con đọc nghe tiếng lão kêu. Con không nghe tiếng mặt mẹ kêu. Mặt tiếng hồng trực. Lôi kêu chúng con rồi. Giờ rất đập nhạc. Lôi kêu chúng con lão vậy. Gợi ra giật tay lão rồi. Giờ rất học chậm. Các con mà. Giờ rất học chậm. Các con để một bên nước. Gục nghe bà giải nè. Giải con mấy tiếng lắm. Giải con hiếu đạo. Lão che bà này. Che cho chúng con không còn đau khổ nữa. Che cho chúng con có chỗ để con ơi ghé tim trong lòng hai hàng mà cõi bỉa khổ biệt dẫy đầy khổ lắm ghé tim tình yêu hoành mỗi ngày cứ đứng một mình mà thán thở con đau lòng mà không về với mẹ đứng kêu mỗi ngày không thấy bóng con bóng mẹ thì đứng một mình với nhân chết độc vũ trụ còn bóng con thì mãi mãi mất dạng không về thế gian quá nỗi khổ sầu. Con ơi tu niệm với các con khổ sầu mới được giữa qua khổ một chút thì con lại khóc la rồi kêu lão bệnh cho con cố kiệm các con lão bệnh ăn chồng già quá ăn chồng bỗng bỉu nhìn con nhân gian thì các con tất cả các hạt linh căn
Chẳng chẳng thế cơ chân lão bà là lão yêu kỳ tộc mẫu giả nhân giả tâm lão bà và đây tay hết mà giấy mà sốt xa con ơi lão trung thế mà bá rồi các con nhìn trông bẫy nha con nhìn trông kỹ lão bà đừng để các con lão gạt lời ta con nữa tỉnh giấc lại mà nhìn cô gõ con để lão kim đưa con dỗi nhìn cho kỹ lão bạc con mới biết lão bạc là ai để bạc kim mang bạc kim gặp con trong ánh mắt cải tật bạc nhìn con ngõ để gặp con thấy bà đưa con nào tu giỏi thì mới biết lão bà là ai còn những đứa con không biết lão là ai đâu con à bà kêu con bê bất nở các con bạc để bạc nhìn bạc tim nếu có đứa con đọc biết bạc không bạc nhìn bạc tim bạc đang nhìn tim các con nào nhìn tim các con tu cho rỗi để thấy bà lão này thương tế ôn dịch con bà lão này là ai vậy các con tu mới biết lão bà còn các con không tu thì con không biết bà là ai đâu lão bà thương tế tìm con hay ôi dương thế héo luôn mà lão sầu lão đi dương thế bếp hiểm mộng cô cho con trẻ khổ trầm giữa qua con ơi hỏi năm qua đã đến về như con đừng tiếc tội ta và nữa con về với lão bà để dự hội lâm qua con đạt chính công lực để mừng con trở lại nhưng bông mẹ thì đứng một mình một bóng con thì mãi mãi không về cực khổ cơ độc gian
Con gặp lâm trở cái lão bà ăn trọng
rồi chúng con đi phát quà như lão nhau không? Cho bà ẵm chồng, vì bà không mãi tôi làm cho con bà không phải không? Các con chuẩn bị quà để cho con chặt thế mà đi theo đậu mà một dòng theo con. Bạn đi trước, con phải đi sau. Chắp tay con lại đầu mà từ bi mà xin nổi thứ ra, độ cho con trẻ mà kỳ ba trở về, lo bề tu học mà cận kề dây hề của mẹ mà mỏi bề chúng con. Nay con trở lại lầu son kính nhân nội chứng mà lòng con giờ này. Nam mô A Di Đà Phật. Kim công cho tín tử chung cần, vô bạc gian lo tu thiện mới được lão bà nghe con. Vô bạc lão đi xuống thế tìm con. Vô bạc thấy ôi trần thế gian nan khổ sầu, lão đi xuống thế thấy các con lễ chạy mãi tốn dọc, lão đi không phải thấy con học chặt khổ nơi nơi rồi, chuẩn bị đi một vòng nha con, chuẩn bị đi nha con.
Thank you.